Xin chào các bác nha. Hôm nay em test thử cái cải bẹ trắng này cho các bác xem này. Đoạn này là hàng của Trung nha. Một gói nguyên bao bì này. Đây là hàng nguyên bao bì nha, chứ không phải là hàng bên em đóng gói nha. Đây, xem một gói này được nhiều không? Được khá. Thấy hóc xóc dưới này khá là nhiều đấy. Được nhiều nha các bác nha. Được nhiều hạt nha. Đó, đặt nó sẽ thế này nha. Ồ, đấy. 3.000 hạt này. Khá nhiều nha. Đây, hạt của nó như thế này. Em chỉ thêm ít ra để em test thử thôi nha. Ở đây em sẽ chuẩn bị một cái ô nhựa. Và đây là cái giấy ăn các bác. Giấy ăn của chúng ta đó. Đấy. Em cho hạt vào đây nha. Đó, hạt rất là mới. Vì hạt mới nên nó sẽ rất là bong như này nha. Ý nó rất là khô hạt luôn ạ. Đó. Thế thì em sẽ phủ lên đây một cái giấy ăn tiếp và chúng ta sẽ cho nước vào đây. Đó. Đó, đây. Đây thì đã khá là ẩm rồi nha. Chỉ cần ẩm thôi các bác. Chỉ cần ẩm thôi nha. Đó. Chúng ta đậy lại để vào chỗ râm mát nha. Đậy lại để vào chỗ râm mát. Xem bao lâu thì nó lên vào. Đây này các bác này, đây là cải bẹ trắng nha. Đó, em vừa mới ủ hôm qua, hôm nay để hết mầm này. Quá tuyệt luôn. Này các bác gieo trực tiếp xuống dưới phần đất được. Này chỉ cần coi như là nhanh lắm này, giờ hết luôn, gần như 100% các bác nha. Loại cải này rất dễ luôn này. Riêng cái loại cải rất dễ. Đó. Quá đẹp, nảy hết luôn. Uầy, mà được rất nhiều hạt nha. Cái này phải được 5 gram đó. Đó. Đẹp quá. Hạt đều, đẹp. Nảy hết luôn nha. Các bác đừng chê hàng Trung nha.